Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kính chào quý đầy tớ Đức Chúa Trời, và kính chào quý cô bác anh chị. Cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay, Thánh Nhật, trong Kinh Thánh Phúc Âm Mát 11 từ câu 11 cho đến câu 14 và thêm một câu 20 nữa. Với chủ đề là Đức Chúa Giêsu đến gần. Đức Chúa Giêsu đến gần. Dạ thưa quý đầy tớ Đức Chúa Trời, dạ thưa quý cô bác anh chị. Đây là một cái sứ điệp. Nguyện xin Đức Thánh Linh mang lời của Ngài chạm đến từng cuộc đời, từng chức vụ, từng cơ đốc nhân một, không những chỉ ở Hội Thánh Ngôi Lời ở tại Việt Nam này, nhưng mà nguyện xin lời của Ngài chạm đến tất cả quý tôi con Chúa trên toàn thế giới. Với trong Phúc Âm Mát 11 từ câu 11 cho đến câu 14, với chủ đề là Đức Chúa Giêsu đến gần. Dạ thưa, một ngày kia Đức Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem. Đức Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem và Ngài đến nơi đền thờ, rồi Ngài nhìn xung quanh. Và khi trời đã tối, Ngài bèn ra. Cảm tạ Chúa, đền thờ là trung tâm của Israel, là trung tâm của Cơ Đốc giáo. Israel là đồng hồ của thế giới. Và Kinh Thánh ghi lại là Chúa Giêsu có lên đền thờ. Nhưng mà Ngài có ở đền thờ mãi mãi không ạ? Đền thờ của Jerusalem, Ngài có lên đền thờ. Nhưng mà Ngài lại từ đền thờ đó, Ngài lại đi ra. Cảm tạ Chúa. Chúa Giêsu khi mà các môn đồ, các sứ đồ khen là ồ, đền thờ quá là nghi nga lộng lẫy, quá đẹp. Và Chúa Giêsu đã nói tiên tri. Rồi một ngày nào đó, không còn một hòn đá nào trầm lên hòn đá nào. Đúng như vậy. Rồi một ngày kia, dân của Chúa hội nghị và quân thủ đến vây hãm thành, và họ châm lửa, họ đốt, và thành cháy. Và trong thành có rất là nhiều vàng, và những quân La Mã họ cây từng viên đá để lấy vàng. Và cuối cùng đúng như vậy, không còn hòn đá nào trồng được hòn đá nào. Nhưng mà cảm tạ Chúa, tâm linh của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, và chính con người của mỗi một quý vị là đền thờ của Đức Chúa Trời. Và Chúa ngự ở trong đền thờ của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và Ngài nói rằng ta ở cùng với các con luôn. Ta ở cùng với các con cho đến tận thế. Cảm tạ Chúa. Mỗi một cơ đốc nhân, mỗi một người mà tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong đền thờ, Ngài làm Chúa, làm chủ, làm vua của đền thờ, và Ngài ngự ở trong đền thờ tấm lòng của chúng ta. Ngài không đi. Cảm tạ Chúa, đây là điều tuyệt vời. Nhưng mà ngày hôm nay, Kinh Thánh ghi lại, Ngài vào trong đền thờ Jerusalem, sau đó rồi Ngài lại đi ra. Ngài lại đi ra. Mong rằng không có một cuộc đời nào đã từng tiếp nhận Chúa, đã từng được Chúa yêu, Chúa cứu, Chúa chữa lành, Chúa đầy ơn, Chúa vừa giúp, Chúa nắm lấy cuộc đời, Chúa kêu gọi đến gần, Chúa sai phái, lại để cho Chúa ra khỏi cuộc đời. Tôi không mong một người, không một ai để Chúa ra khỏi cuộc đời, mà hãy để Chúa làm vua cho cuộc đời chúng ta mãi mãi. Và câu 11 là Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, rồi sau đó Chúa lại ở đền thờ, Chúa đi ra. Chúa đi đến một cái làng tên là làng Bethany với 12 sứ đồ của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài ở cùng với các sứ đồ và môn đồ của Ngài. Và Ngài cũng ở cùng với mỗi một cuộc đời của quý vị. Quý đầy tớ Chúa, quý cô bác anh chị em, Ngài ở cùng với mỗi một chúng ta. Và danh của Ngài là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. Hãy nhớ, có lúc quý vị thành công, có lúc quý vị chưa thành công,
có lúc rất hạnh phúc, có lúc chưa hạnh phúc, có lúc rất là no đủ, cũng có lúc chưa no đủ. Nhưng mà hãy nhớ rằng Chúa ở cùng với quý vị. Và cùng với quý vị. Cảm ơn Chúa. Và Ngài là vua, Ngài ngự, Ngài là Chúa, Ngài ngự ở trong đền thờ là tấm lòng của chúng ta mãi. Và Ngài ở cùng với quý vị. Cảm ơn Chúa. Đây là một cái đặc ân thật là lớn lao khi được vua Giê-xu ở cùng với cuộc đời của chúng ta. Cảm tạ Chúa là khi mà tôi cầu nguyện thì tôi hay cầu nguyện năm cái điều. Đó là chúng con tin, thưa Chúa, con tin là con được đồng kế tự với Ngài. Đồng kế tự là được đồng tử, thứ nhất là được đồng kế tự với Ngài, thứ hai là được đồng kế tục. Đồng kế tục là được tiếp tục cái công việc mà Ngài làm trên đất. Thứ nhất là chúng ta được đồng kế tự với Ngài, được thừa hưởng với Ngài, được kế tự với Ngài. Hai nữa là được đồng kế tục, là được tiếp tục công việc của Ngài. Thứ hai, thứ ba nữa là được đồng hành cùng với Ngài. Thứ tư là được đồng công cùng với Ngài. Đồng công là cùng làm việc với Ngài. Và một ngày nào đó quý vị cùng được đồng trị với Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa là cảm ơn Chúa. Và Ngài cùng với các sứ đồ và môn đồ. Và Chúa đang ở cùng với mỗi một quý đầy tớ Chúa cũng như là con dân của Chúa. Amen. Dạ. Tiếp theo. Sáng ngày khi đã lìa làng Bethany rồi thì Ngài đói. Kinh Thánh ghi lại là Chúa biết sự đau ốm, biết sự buồn bực. Và đây ghi lại là Chúa Giê-xu đói. Ngài 100% là Đức Chúa Trời. Ngài 100% là người. Và Ngài làm rất nhiều điều vinh hiển, vĩ đại. Rất là nhiều phép lành, nhiều sự chữa lành, nhiều các công việc thiên lành Ngài làm. Nhưng mà ở đây ghi lại là Ngài đói. Ngài có thể thánh hóa bánh và cá cho hơn 5.000 người nam ăn, chưa kể 5.000 người nam ăn, chưa kể phụ nữ và trẻ em. Ngài có thể làm rất nhiều dấu kỳ phép lạ. Nhưng mà trong cái thời điểm bắt đầu trời sáng này thì Ngài đói. Nên thưa quý đầy tớ Chúa, thưa quý cô bác anh chị, quý vị có được Chúa kêu gọi, cho dù quý vị có đầy ơn bao nhiêu, đầy sự sức giàu bao nhiêu, có đến gần Chúa bao nhiêu đi nữa, thì cũng khi mà làm chứng cho một người nào mới tiếp nhận Chúa thì cũng đừng bao giờ nói rằng tin Chúa đi, giàu có lắm, phước hạnh lắm, thành công lắm, đúng không ạ? Trên con đường theo Chúa là dài hoa, dài thảm, rất hoa. Không hề có như vậy, có đúng không ạ? Thật sự con đường đi theo Chúa là con đường hẹp đó. Con đường mà đến gần Chúa để nhận các ân huệ, nhận các ân điển, nhận cái sự thương xót của Chúa. Và Chúa Giê-xu ở trên đất có những ngày Ngài đói. Nên đừng có theo Chúa mà mình bị đói. Cứ lấy câu Kinh Thánh ra nói là Chúa ơi, Ngài nói rằng Ngài vốn giàu có, nhưng vì chúng con Ngài trở nên nghèo khó để chúng con được giàu có ở trong Ngài. Chúng con phải giàu có. Chắc chắn là những điều đó, những phước lành của Chúa sẽ đến. Nhưng mà cũng có những cái lúc hoạn nạn, cũng có những lúc mà thiếu tạm thời, đói tạm thời, khó khăn tạm thời. Bởi vì Chúa Giê-xu cũng đã từng trải qua. Nên lúc no, lúc thành công cũng cảm tạ Chúa. Nhưng mà lúc nếu mà trong thử thách, trong cái lúc mà đôi khi kiêng ăn bắt buộc ấy, thì cũng hãy cảm tạ Chúa. Quý các amen không ạ? Nhưng mà đây, bài học ở đây không như thế. Bài học ở đây là khi mà Chúa Giê-xu Christ Ngài đói, Ngài có nhu cầu về vật thực, về đồ ăn. Cái thân thể vật lý của Ngài cần cái nhu cầu về đồ ăn. Thì Ngài nhìn thấy ở đằng xa có một cây vả, có lá.
Ở đây có nghĩa là gì ạ? À? Cái cây vả này ở đằng xa và ngài nhìn thấy có lá, nghĩa là cây vả này còn có sự sống không ạ? Có đúng không ạ? Nếu mà ở đằng xa mà thấy một cây vả mà nó trơ trụi rồi, nó không có lá nữa, thì có nghĩa là cây vả đấy có khả năng là nó đã chết. Có đúng không ạ? Như vậy là không còn hy vọng và cũng không mất công để mà đến gần nó nữa. Nhưng mà ở đây, trong lúc mà ngài đói, cái nhu cầu về hữu hình, cái nhu cầu về thuộc thể của ngài, ngài đói, thì ngài nhìn thấy một cây vả có lá. Thưa quý đầy tớ Chúa, thưa quý cô bác anh chị, ngoài bánh ra thì cái trái vả đó là một thức ăn vô cùng tuyệt vời. Trái vả nó ngon lắm quý vị ạ, vả mật ngon lắm, nó rất nhiều axit amin. Trái vả nó giống như chăn trái sung ấy, nhưng mà nó to gấp nhiều lần. Người ta nói là lòng vả cũng như lòng sung ấy. Đấy, ra trái vả ấy nó ra ra trái vả ấy nó rất vả mật ấy, nó rất là ngon, nó rất là nhiều omega 3, omega 6, nó rất nhiều axit amin, nó rất là nhiều cái dưỡng chất, ăn rất là ngon. Và nếu mà trong lúc mà đang đói mà có một cây vả như thế mà có những trái vả chín thì thật là tốt. Và ngài nhìn thấy một cây vả đằng xa và có lá, cái lá vả nó rất là to, nên nhìn thấy lá thì chứng tỏ rằng cây này nó chưa bị khô, nó còn sự sống, nó còn có cơ hội để được phục vụ trong khi ngài đang đói. Chúa lựa chọn mỗi một quý đầy tớ Chúa, lựa chọn mỗi một quý cô bác anh chị em, mỗi một cơ đốc nhân. Ngài chấp nhận chết, ngài chấp nhận đổ máu ra, ngài chấp nhận đổ huyết báu ra trên thập tự giá để ngài chịu thương khó, ngài chịu gánh tất cả mọi tội lỗi và sự đoán phạt rủa xả của chúng ta ở trên cây gỗ, và ngài phục sinh, ngài sống lại, và ngài là đứng sống. Ngài lựa chọn quý vị để cho quý vị là những người được sống ở trong ngài, sống ở trong ngài. Và ngài nhìn thấy mỗi cuộc đời, đây là những con người sống, những con người sẵn sàng sống cho ngài, đây là những người có thể sử dụng được. Và ngài nhìn thấy một cây vả và thấy có lá, như vậy là từ xa ngài nhìn thấy là cây vả này có sự sống, có sự sống. Dạ. Tiếp tục, ngài đến đó xem hoặc có chi chăng. Khi bắt đầu ngài quyết định đến gần, khi mà ngài tin rất là nhiều người, ngài cứu rất nhiều người ở trên thế giới này, rất nhiều tỷ người đã tin nhận Chúa, và có rất nhiều người được ngài đến gần để được ngài kêu gọi. Và cái đề mục ngày hôm nay là Đức Chúa Giêsu Christ đến gần. Khi sứ điệp này được giao giảng ra, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, tôi tin rằng Thánh Linh của Đức Christ, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang đến gần từng quý vị. Ngài đang đến gần quý vị. Ngài đang đến gần quý vị. Khi ngài đến gần, xem có chi chăng. Khi tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi. Cây vả, cái gỗ của nó rất là mềm quý vị ạ. À, cái gỗ của nó rất là mềm, ít khi người ta dùng cái gỗ của cây vả làm gì đấy. Nó rất là mềm, nó rất là giòn, nó rất là mềm. Cái lá của nó rất là to nhưng mà nó lại nhiều lông, cũng không dùng làm gì. Cái gỗ, cái lá, cái rễ không dùng để làm gì. Cái mục đích của cây vả là người ta sẽ dùng trái. Ở trong Huế, Việt Nam người ta làm trà trái vả, rất uống rất là ngon. Nhưng mà người ta lại làm trái còn xanh thôi ạ, chứ không phải là trái chín. Khi mà ngài đến ấy, thì không thấy trái mà là lá, toàn là lá. Đừng có
chỉ cần ở trước đám đông, ở trước hội nghị, ở trước những ở trên room hay là đâu thì bày tỏ sự tươi tốt, các phước lành. Nhưng mà đến khi Ngài đến gần, Ngài nhìn vào cuộc đời thì không hề có trái, mà chỉ toàn lá, lá. Bông trái của Đức Thánh Linh cũng cần giống như là lúc đang đói, mà cái tâm thể đang đói, ở vùng Trung Đông đang đói mà cần trái vả chín vậy đó. Chúa hay nói không phải các con lựa chọn ta đâu, bèn là ta lựa chọn và lập các con, để các con đi, các con cuộc đời, các con kết quả, và những cái kết quả đó nó bảo lưu, nó đậu luôn. Và xin được mở ra ở trong Galati đoạn 5 câu 22. Quý vị cùng mở ra trong Galati đoạn 5 câu 22. Ai cũng thuộc câu này đúng không ạ? Galati đoạn 5 câu 22. Galati đoạn 5 câu 22. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Ai cũng thuộc chín bông trái Thánh Linh này, có đúng không ạ? Galati đoạn 5 câu 22. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Thưa quý đệ tử Chúa, thưa quý cô bác anh chị, bông trái của Thánh Linh vô cùng, vô cùng, vô cùng là quan trọng đối với mỗi một quý đệ tử Chúa, mỗi một cơ đốc nhân. Tại sao lại quan trọng ạ? Bởi vì khi mà có bông trái của Đức Thánh Linh, quý vị sẽ nhận diện được ra cái công việc nào đến từ tà linh và xác thịt. Khi mà những cái việc gì mà soi dựa ở trên bông trái Thánh Linh ấy, thì quý vị sẽ nhận được ra, à, những cái công việc này là công việc của xác thịt, hay là công việc này là công việc của tà linh. Thật mà. Nên tôi tin rằng quý vị ai cũng thuộc chín bông trái Thánh Linh: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Trộm cắp phần 10, không dâng phần 10 và các của dâng, đúng không ạ? Và những cái điều đó, ồ, như vậy là không phải là đến từ Thánh Linh rồi, đúng không ạ? Bởi vì không có sự trung tín, có đúng không ạ? Bởi vì là trộm cắp là bỏ, đó là không trung tín, đúng không ạ? Không có một trái trung tín, đúng không ạ? Rồi, cái điều này tự nhiên lại phẫn nộ lên, lại nóng lên, như vậy là, ồ, như vậy là không đúng rồi, nó không có sự mềm mại, có đúng không ạ? À rồi, ô cái người này, ô rất là nhiệt tình, rất là nhiệt tình, làm mọi thứ, nhưng mà không thấy có lòng yêu thương ở trong đó, đúng không ạ? Thì chúng ta dựa ở trên bông trái Thánh Linh để biết rằng đây là công việc của xác thịt hay là công việc của tà linh đó. Nên là bông trái Thánh Linh là rất quan trọng. Bông trái của Thánh Linh như là dầu, còn các ân tứ Thánh Linh như là lửa ở trên đèn. Còn giữ được Thánh Linh, còn giữ được bông trái của Thánh Linh thì cái ân tứ tiếp tục phát lộ. Còn có rất nhiều người đã từng rất có ân tứ Thánh Linh, nhưng mà bởi vì không gắn kết, không liên kết mật thiết với Đức Thánh Linh liên tục, và cái bông trái của Đức Thánh Linh mất dần, mất dần, mất dần. Rất là có ơn, nhưng mà cuối cùng cũng không được chào đón nữa, và cái ân tứ cuối cùng cũng phai mờ dần. Nên rất là quan trọng về bông trái Thánh Linh. Quý vị đều biết rằng không phải một cái cây, một cái rất nhỏ là nó có bông trái rồi, đúng không ạ? Nó phải có cái chu kỳ, cái thời kỳ của nó. Khi nó đủ lớn, đủ trưởng thành thì nó mới kết trái được. Như vậy là cũng cần có thời gian, có sự mật thiết, có sự liên kết chặt chẽ với Đức Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời. Amen. Và ở đây,
Hôm nay với chủ đề là Đức Chúa Giêsu Christ đến gần. Khi Ngài đói, Ngài thấy một cây vả đằng xa, cây thấy cây còn sống, có lá, và Ngài đến gần để Ngài xem. Nhưng mà cây không có trái. Khi Ngài đang đói, cái nhu cầu của Ngài là cần trái, nhưng mà cái cây đó nó lại không có trái, mà nó toàn là lá. Toàn là lá. Ở trong đây câu này giải thích rất là hay. Câu này giải thích là vì bấy giờ không phải là mùa vả. Khi Chúa đến, Chúa kêu gọi từng người một. Mỗi người có cái hoàn cảnh rất là khác nhau. Rất là khác nhau. Có người Chúa kêu gọi người này thấy kết quả ở trong sự dâng hiến. Người này ở cái kết quả ở trong sự cầu nguyện, cầu thầy. Cái người này hãy kết quả ở trong vấn đề truyền giáo. Người này hãy kết quả ở trong vấn đề giảng dạy. Người này kết quả ở trong vấn đề khích lệ, chăm sóc, thầm viếng. Chúa kêu gọi mỗi người một ở trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Có khi nó khác đến mức giống như là trái mùa. Không phải là mùa vả, nhưng mà Ngài đến để Ngài xem ít nhất cũng còn có một trái hay không hay gì đó, nhưng mà không có, toàn là lá không ạ. Chúa Giêsu Christ có thể giúp đỡ được. Có nhiều cái hoàn cảnh, đó là mình có muốn kết quả hay là không thôi, có đúng không ạ? Tôi tin rằng Đức Chúa Giêsu có thể giúp được mọi hoàn cảnh. Chúng tôi ở đây đã từng quý vị tới Chúa, đã từng biết, đã từng chăm sóc. Có nhiều người đúng không ạ? Đã từng nghiện mười mấy năm đúng không ạ? Rồi gia đình không chấp nhận được nữa, không có cách nào thay đổi. Nhưng mà khi họ quyết tâm, họ nói rằng Chúa ơi, con muốn kết quả cho Ngài, con muốn thay đổi, và Chúa thay đổi được. Đức Amen không ạ? Chúa nói rằng các con cứ ở trong ta, cứ ở trong ta và lời ta ở trong các con, thì nó kết trái mà, nó kết quả, có đúng không ạ? Và cầu nguyện cũng được nhận lời. Cái việc của chúng ta là phải gắn kết với Ngài, có đúng không ạ? Nên khi Ngài đến ở đây, và ý muốn của Ngài là muốn cuộc đời của chúng ta kết quả, thật sự là kết quả. Kết quả ở đây là bắt đầu từ cái bông trái thánh linh. Bông trái thánh linh. Cái bông trái thánh linh vô cùng quan trọng. Tôi rất thích cái câu kinh thánh mà tôi cần nói. Roma đoạn 6 câu 22 có đúng không ạ? Anh em đã được thoát khỏi tội lỗi trở nên tôi tớ của Đức Chúa Trời. Hãy lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Không phải đeo đuổi ân tứ, không phải đeo đuổi quyền năng, không phải là các ân tứ chức vụ, ân tứ thánh linh, giải cứu, chữa lành, đuổi quỷ, không phải là chỉ là ân tứ dương nghĩa, nhưng mà cái kết quả Ngài muốn đó là sự nên thánh, là bông trái của Đức Thánh Linh. Và cái cuối cùng của cơ đốc nhân đó phải là sự sống đời đời nơi thiên đàng. Cái đấy mới là cái quan trọng. Và Chúa đã đến chỗ cây vả này, và cây vả này không có dành được một trái nào cho Chúa. Toàn là lá không. Toàn là lá không. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng. Ồ. Đây là kinh thánh ghi lại nha thưa quý đại tớ Chúa. Đừng có nghĩ rằng tất cả tạo vật, cái cây cối mà không nghe được linh của Chúa đâu nhé. Có đúng không ạ? À. Như vậy là chúng ta có thể phán vào tất cả mọi hoàn cảnh, phán vào mọi tạo vật, phán bởi lời của Đức Chúa Trời, công bố bởi lời của Đức Chúa Trời và Thánh Linh quyền phép, có đúng không ạ? À, như vậy là ở đây Chúa phán đến cây vả, nhưng mà đây là một lời của trách. Đây là một lời của trách. Phán rằng cây vả ơi, sẽ chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Chúa đã đến gần. Chúa đã chấp nhận
Chúa đã thánh hiến để chúng ta được thánh hóa ở trong lời của Ngài. Chúa đã ban Đức Thánh Linh. Chúa đã bước một bước thật dài từ thiên đàng vinh hiển đến để đến gần mỗi cuộc đời. Chúa chỉ muốn cuộc đời của chúng ta có bông trái Thánh Linh, có sự nên thánh kết quả và trở nên giống Đấng Christ. Và Ngài đến gần cây vả khi Ngài đang nói. Và cây vả không có trái mà toàn là lá. Ngài nói rằng sẽ không bao giờ còn ai, không ai được ăn trái của mình nữa. Tôi thấy nhiều chức vụ, có nhiều chức vụ rất là thành công, nhưng mà có những chức vụ cuối cùng lại không đeo đuổi sự nên thánh nữa, không đeo đuổi về bông trái Thánh Linh nữa, và cuối cùng không ai còn nhắc tên. Cầu nguyện để cho sứ điệp này, Thánh Linh mang lời của Ngài, mang tình yêu của Đức Chúa Trời, mang sự kêu gọi thánh của Đức Chúa Trời đến với mỗi một quý lễ tớ Chúa, với cô bác anh chị em, ai đã từng được Đức Chúa Giêsu Ngài đến gần, Ngài kêu gọi. Đừng có để mất phần, đừng có để đánh mất ơn thiên triệu, ơn kêu gọi, để không còn cơ hội nào nữa. Khi Ngài phán với cây vả như vậy, thì câu 20, sáng hôm sau, như vậy là thời gian là một ngày, có đúng không ạ? Một ngày, sáng hôm sau, vâng. Một cái cây vả to như thế, chỉ đến sáng hôm sau, khi đi ngang qua thấy cây vả đã khô cho tới rễ, quá cả gốc luôn, có đúng không cô? Đúng ạ, khô hết, quá cả gốc luôn, đến rễ luôn, khô luôn, không còn cơ hội nào luôn. Quý đầy tớ Chúa ở đây, quý cô bác anh chị ở đây đã chứng kiến. Trong hội thánh Ngôi Lời, tôi đã ít nhất được nhắc nhở rất nhiều người. Tôi đã tha thiết tôi nhắc nhở, nói rằng hãy trở lại để kết trái cho Chúa. Hãy trở lại. Nhưng mà cuối cùng vẫn giữ lá. Ít nhất có 4 đến 5 người đã bị tù tội. Cao nhất là trên 15 năm. Không còn cơ hội nữa. Khô đến dễ luôn. Có những người còn ân hận, còn làm được cái thập tự giá tặng, nhưng mà cũng đã làm muộn. Có những người được kêu gọi vào dương hiến, cuối cùng cũng chỉ cho lá. Ai được kêu gọi vào chức vụ gì? Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ, và chính Ngài đến một lần nữa, Ngài đến gần. Ngài đang đói khát những người kết trái cho Chúa, những người đầy dây bông trái của Đức Thánh Linh. Ngài sử dụng. Đây gọi là ơn thiên triệu. Ngài không cần là, Ngài cần kết trái cho Chúa. Đức Thánh Linh sẽ đến để giúp đỡ mỗi quý đệ tớ Chúa. Ngài là vua trên muôn vua, là Chúa của các chúa. Ngài đầy ân và lẽ thật. Ngài không thiếu ơn, Ngài cũng không thiếu chân lý. Chủ yếu khi Ngài đã đến gần, hãy nói thưa Chúa. Còn amen với Ngài, Ngài đã đến gần. Còn amen với Ngài, con được kêu gọi vào lĩnh vực gì để cho con được kết trái, để được đời sống có bông trái ở trong lĩnh vực đó. Còn amen với Ngài, để cuộc đời của con không bị khô cho đến dễ. Tôi nhớ những người em, đến khi bị bắt rồi mới nhớ ra, mới làm cái thập tự giá để tặng. Và cơ hội đã qua. Cây vả cũng vậy, Ngài đã đến, Ngài cần có trái, nhưng mà cây vả toàn là lá. Chúa nói rằng không còn một ai ăn trái của mình nữa. Thưa quý đệ tớ Chúa, thưa quý cô bác anh chị, tôi không phải nói tiêu cực, nhưng mà
Kinh Thánh nói rằng chúng ta có một quê hương ở trên trời. Quê hương thật của chúng ta là quê hương ở trên trời. Thì Chúa Giêsu đã sắm sẵn cho chúng ta một chỗ để chúng ta, Ngài ở đâu chúng ta được. Ở trên đất này, Ngài kêu gọi ở lĩnh vực nào, Ngài kêu gọi ở trong ở lĩnh vực nào, hãy kết trái cho Ngài, hãy kết quả cho Ngài. Ngài không cần lá, Ngài không cần cành, Ngài không cần cái gỗ của cây vả, Ngài không cần rễ của cây vả, nhưng mà Ngài cần trái vả. Giống như khi Ngài đói, Ngài đến gần, Ngài cần trái vả. Không cần phải khoe khoang nữa, không cần phải biểu diễn nữa, không cần phải phô trương nữa, không cần phải khoe lá nữa, nhưng mà hãy kết quả cho Ngài. Hãy nắm lấy cơ hội để được Ngài sai phái, Ngài kêu gọi và một đời sống kết quả cho Ngài. Và Chúa nói rằng trái thường động luôn. Nếu khi các con kết quả thì cha các con được vinh hiển. Không phải làm những việc lớn lao vĩ đại cho Ngài thì mới là vinh hiển. Nhưng Ngài kêu gọi mỗi người ở trong mỗi ơn riêng, mỗi sự kêu gọi riêng và làm hoàn tất cái sứ mạng đó thì Ngài cũng được vinh hiển. Amen. Và đặc biệt là đời sống có bông trái, có bông trái, có bông trái kết quả trong Ngài. Một lần nữa Chúa đã đến gần từng quý đầy tớ Chúa, đến gần từng quý cô bác anh chị em. Ngài muốn cuộc đời quý vị là cuộc đời kết quả cho Ngài, là cuộc đời kết quả cho Ngài, không còn phải là lá nữa mà là cuộc đời kết quả cho Chúa. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để giống như cây vả, một lần Ngài đến và cuối cùng từ bỏ cái ân huệ đó và cuối cùng bị khô cho đến tận rễ. Quý vị là những cây vả sai trái, cây vả kết quả cho vương quốc của Chúa. Cảm ơn Chúa vì bài học Đức Chúa Giêsu Christ đã đến gần. Chúa đang đến gần quý vị, Chúa đang nhìn vào cuộc đời của quý vị, Chúa đang kêu gọi sứ mạng của Chúa, sự kêu gọi thánh của Chúa, ơn thiên triệu của Chúa lại đến trên quý vị một lần nữa. Hãy đứng dậy và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho lời của Chúa. Xin Chúa ban phước cho quý đầy tớ Chúa, quý cô bác anh chị em. Emmanuel. Amen. 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 Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.